Hello, xin chào toàn thể các bác, chào tất cả mọi người. Tiếp tục trong buổi chiều hôm nay thì bên em lại tiến hành đi lắp đặt một bộ combo cho một anh khách rất là chỉ nhưng mà lại cực kỳ là đam mê âm thanh nhá. Thì anh có đặt bên em một đôi loa EB12, một cục đẩy liền vang DSB10 và một cục trầm S15K đến từ thương hiệu EB Pro. Và tổng giá trị của combo ngày hôm nay là 23.500.000 đồng. Và bên em đã hỗ trợ chi phí đi lắp đặt tại nhà cho anh và đã tặng anh một bộ mic không dây trị giá khoảng là 2 triệu đồng nhá. Thì bộ combo ngày hôm nay là đến từ thương hiệu EP Pro, một bộ combo khá là chất đúng không ạ? Bên em đang tiến hành vận chuyển vào trong nhà để chuẩn bị lắp ráp và hoàn thiện bộ combo ngày hôm nay cho anh. Những cái sản phẩm hôm nay bên em tiến hành vận chuyển đến nhà để lắp đặt cho anh thì còn nguyên đai nguyên kiện nhá. Đây, nguyên thùng rất là đẹp nhỉ. Thì với những cái cục đẩy liền vang DSB10 đến từ thương hiệu EP Pro có giá là 7.500.000 đồng. Và súp S15K Bet 40 có giá là 6.500.000 đồng và 9.500.000 đồng cho những cái đôi loa full EB12 rất là chất lượng đúng không ạ? Hàng còn nguyên thùng, nguyên đai nguyên kiện này. Cuối cùng thì cũng đã vận chuyển được tất cả những cái sản phẩm đến từ thương hiệu EP Pro lên phòng để tiến hành lắp đặt cho anh. Tuy không gian phòng thì hơi bé nhưng mà anh lại cực kỳ là chịu chơi nhá. Anh đã sắm cho mình một bộ combo, một dàn âm thanh cũng khá là khủng đấy ạ, để thỏa mãn đam mê của mình. Đây, không gian phòng thì cũng hơi nhỏ một chút đấy, nhưng mà bộ combo thì bộ combo hôm nay thì không nhỏ một chút nào này. Chất lượng âm thanh thì cực kỳ là hay. Bên em thì đang tiến hành set up và lắp ráp bộ combo cho anh để tiến hành test chất âm. Đã. Bộ mic nhá, bộ mic AZ393, hàng nhập khẩu chính hãng từ công ty này, và những cái cục súp S15K đến từ thương hiệu EP Pro, một trong những cái dòng súp cao cấp cho ra chất lượng âm thanh cực kỳ là tuyệt vời, và cục đẩy liền vang DSB10, một trong những dòng đẩy liền vang cao cấp. Đấy, cho ra chất lượng âm thanh thì rất là hay và có chất lượng tốt nhất, gần như là cao cấp nhất trên thị trường vào thời điểm hiện tại. Đấy. Cái bộ cắm điện đấy, cho cái dây đồng to, cái dây điện to to chút.